Ngày 9 tháng 3, Mỹ đã từ chối đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, nói rằng việc này có thể gây ra rủi ro cao, làm tăng thêm căng thẳng giữa Nga và NATO. Đề nghị do Ba Lan, nước đồng minh của NATO, bất ngờ đưa ra vào ngày 8 tháng 3. Theo đó, Ba Lan công khai đề nghị chuyển các máy bay chiến đấu MiG 29 của Ba Lan cho một căn cứ Mỹ ở Đức để bổ sung lực lượng cho không quân Ukraine, trong bối cảnh Kiev cũng đã đề nghị phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby dẫn đánh giá của tình báo Mỹ, giải thích việc chuyển giao máy bay MiG-29 không làm thay đổi được nhiều vị thế của Ukraine trong mối tương quan lực lượng với không quân Nga. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để hỗ trợ Ukraine là cung cấp vũ khí và các hệ thống mà họ cần nhất để chống trả Nga, đặc biệt là các hệ thống phòng không và chống tăng. Chúng tôi và các nước khác sẽ tiếp tục cung cấp các vũ khí này cho họ, và chúng tôi biết rằng các hệ thống này sẽ được sử dụng rất hiệu quả. Đà tiến quân của Nga ở phía Bắc bị chậm lại. Bầu trời Ukraine vẫn trong vòng giao tranh là bằng chứng cho thấy điều đó. Mặc dù năng lực của không quân Nga là rất đáng kể, nhưng hiệu quả của năng lực đó đã bị hạn chế bởi các hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine. Chúng tôi đánh giá là việc bổ sung máy bay chiến đấu cho Ukraine không có nhiều khả năng làm thay đổi được hiệu quả của không quân Ukraine trong mối tương quan với Nga. Do đó, chúng tôi tin rằng kết quả thu được từ việc cung cấp máy bay cho Ukraine là thấp. Và cuối cùng, cộng đồng tình báo đánh giá việc chuyển giao máy bay MiG-29 cho Ukraine có thể bị hiểu thành hành động leo thang và có thể gây ra phản ứng đáng kể từ phía Nga và làm tăng thêm khả năng leo thang quân sự với NATO. Do đó, chúng tôi đánh giá việc chuyển giao máy bay MiG-29 cho Ukraine là rất rủi ro. Ông Kirby từ chối cung cấp chi tiết về những đánh giá của tình báo Mỹ, cơ sở để Mỹ quyết định không cung cấp máy bay cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó trong tuần cảnh báo, những nước cung cấp sân bay cho Ukraine, chứ chưa nói tới cung cấp máy bay để tấn công Nga, có thể bị coi là đã bước vào cuộc xung đột. NATO từng tuyên bố không muốn trực tiếp xung đột với Nga. Tổng thống Joe Biden cũng đã bác bỏ khả năng cử quân Mỹ tới tham chiến tại Ukraine, gồm cả trên bộ trên không. Mỹ cũng bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, hành động mà các chuyên gia quân sự nói rằng đồng nghĩa với việc Mỹ bước vào cuộc chiến với Nga.